cái đặc tính của nó là có hai cái củ van và nó liên kết với nhau. Đó, đây là cái củ van chính và đây là cái đường ba ngả, đường vai bác. Thì cái đặc tính của nó là khi thằng này mở thì thằng này đóng, và khi thằng này đóng thì thằng này mở. Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về một vấn đề của chiller các bạn ạ. Đó chính là các cái van ở trên đường ống của chiller. Đó thì các cái van này, tính năng của nó rồi tác dụng của từng cái van một trên hệ thống đường ống vào nha các bạn nhé. Đây là cái hệ thống nước vào của chiller, nước vào và nước ra. Thì cái nước vào của nó thì nó bắt đầu bằng một cái van chặn này các bạn. Thì cái van chặn này này, nó thì nó làm cái nhiệm vụ là khóa khi mà chúng ta cần sửa chữa hay là cần phải cách ly chiller này. Và bên đường cuối của đường ra nó cũng có một con. Đó thì khi mà xúc rửa hệ thống hoặc là sửa chữa các cái ở bên trong hệ thống ấy, thì người ta sử dụng các cái van chặn này để người ta chặn lại, và người ta sẽ sửa chữa rồi xúc xả rồi nhiều thứ khác ở trên cái hệ thống. Và tiếp theo đó chính là các cái van về nó gọi là van đây, nó là van cân bằng gọi. Thì cái van cân bằng này đây, thì nó có tác dụng là nó sẽ khống chế cái lưu lượng qua chiller, lưu lượng tối đa các bạn qua chiller. Thì ví dụ như cái dòng chiller này chẳng hạn, ví dụ nhé, mình không nói con số chính xác, ví dụ thì nó cần 100 m³/giờ chẳng hạn, thì cái van này nó sẽ có cái nhiệm vụ khống chế cái lưu lượng như vậy đó, fix cái lưu lượng tối đa qua chiller thì để cái chiller nó không bị quá tải thường xuyên đó. Thì bởi vì với cái thiết kế của nó là từ 8 đến 11 độ chẳng hạn, thì các bạn cần khống chế cái lưu lượng tối đa nó vẫn phải đạt được là 4 độ đấy, 3 đến 4 độ chẳng hạn. Thì đây là cái van cân bằng đó. Thì cái van cân bằng này thường nó nằm ở cả hai đầu. Ở đây thì nó nằm cả hai đầu. Tuy nhiên ấy thì một số thì người ta chỉ lắp ở cái đầu nước ra thôi. Đấy, thì đó chính là cái đầu này các bạn. Nhưng mà con này thì nó sẽ không chế lưu lượng ở sau cái bơm, và cuối cùng là cái đường hồi vào. Đó. Thì nó có một cái van nữa mà mình muốn nhắc đến với các bạn, đó chính là cái van đây, đó chính là cái van bypass các bạn. Van này là một cái van rất quan trọng, van điện. Tại sao nó lại lắp cái van ba ngả? Đó, van điện ba ngả, mà cái này nó đóng cắt bằng tín hiệu Holox, tức là khi mà nó có tín hiệu điện áp hoặc là ví dụ 0 đến 10V hoặc là 4 đến 20mA thì nó sẽ mở cái van này ra. Nó mở theo phần trăm. Và cái van này đặc tính của nó là van bypass, van nó gọi là van ba ngả, không phải bypass. Ba ngả các bạn nhé. Thì cái đặc tính của nó là có hai cái củ van và nó liên kết với nhau. Đó, đây là cái củ van chính và đây là cái đường ba ngả, đường bypass. Thì cái đặc tính của nó là khi thằng này mở thì thằng này đóng, và khi thằng này đóng thì thằng này mở, và khi hai thằng mở mỗi thằng 50%, đó là ở giữa, và cứ thằng này mở to thì thằng kia nó lại mở nhỏ. Đấy, cứ thằng này mở thì thằng kia đóng bớt. Đó thì cái công dụng của cái van này để làm gì? Thì như các bạn biết là đây, cái đường này là đường nước vào nhé, đây đường bên dưới là đường nước vào, và cái đường kia thì nó là cái đường hồi, đường bypass ngược về. Để nó sử dụng cái van đấy, van điện từ, một cái van điện từ mà nó lại có ba ngả. Thì với cái van này thì cái nước hồi về thì nó sẽ đưa qua cái đường này, nếu như mà cái van mà độ chính của nó đóng lại, khi cái van chính nó đóng lại thì nước nó sẽ tuần hoàn quanh chiller. Nếu như bơm vẫn chạy thì thứ nhất là nó để bảo vệ cái bơm,
Đấy. Để khi cái bơm nó chạy thì nó vẫn có nước qua, không hỏng bơm. Và cái tác dụng thứ hai của nó đó chính là nó điều khiển theo nhiệt độ. Vậy nó điều khiển như thế nào? Thì đầu tiên nhá là cái đường chính vào này. Thì như các bạn đã biết là khi mà chiller mới chạy chẳng hạn, hay là cái tải trong nhà nó lớn quá đi, mà cái chiller nó chưa đáp ứng kịp, thì cái nhiệt độ nước ra từ trong hệ thống ASU EPSU ra rất cao. Thì ví dụ như là 20 độ chẳng hạn, thì con chiller này nó không thể nào nó làm lạnh xuống được 7 độ được. Bởi vì cái chênh lệch nhiệt độ của chiller mà để làm lạnh khi người ta test nó chỉ khoảng độ 4 đến 5 độ thôi. Ví dụ như là nó nước vào là khoảng 11 đến 12 độ. Đấy là thiết kế. Thì khi mà cái nước quay ra từ trong nhà mà nó lại quá là cao như vậy, thì cái đầu ra nó sẽ không đạt. Như vậy thì nếu như cái đầu ra không đạt mà chúng ta lại tiếp tục bơm vào trong nhà nguyên cái nước như vậy, thì nó sẽ là rất là tức là lãng phí cái tải trong nhà, vì quạt nó vẫn phải chạy tối đa mà cái nước thì không đạt. Chính vì thế mà nó sẽ đóng bớt cái đường nước cấp cho chiller này lại, tức là đóng bớt cái đường cấp chính này lại và nó mở cái đường hồi ngay từ chiller về để giảm cái nước đầu về xuống, giảm cái nước vào chiller xuống, thì nó sẽ đạt được cái nước ra là 7 độ. Rồi sau khi mà đạt nước ra 7 độ rồi thì cái nước đó nó sẽ đẩy vào cái hệ thống. Thì lúc này cái nước ra nó luôn luôn 7 độ, mặc dù nước vào rất cao. Đó thì đấy cũng là một trong những cái tính năng mà của cái van bypass này, một cái chức năng mà nó cần phải xử lý. Đó thì đấy là cái van bypass các bạn. Van này rất quan trọng. Thì để mà điều khiển cho nó thì chúng ta đặt một cái nhiệt độ, ví dụ như là đặt nhiệt độ đầu ra của chiller bằng các cái cảm biến kia. Đấy, bằng cái cảm biến xanh xanh như kìa. Đó. Thì cái cảm biến này nó đo nhiệt độ và nó so sánh với cái nhiệt độ mà đặt. Thì khi mà chúng ta set point một cái nhiệt độ là 8 độ chẳng hạn, thì nó sẽ quanh cái ngưỡng 8 độ. Ví dụ đặt thêm cái delta khoảng 2 độ chẳng hạn, thì 8 đến 10 đúng không? 8 thì bắt đầu khi mà cái nhiệt độ ra mà nó không đạt cao hơn 9 độ, và đặt cái delta đó cộng, tức là khi mà đặt 9 độ chẳng hạn cộng cái delta 2 độ thì nó ra 11 độ chẳng hạn. Thì với cái nhiệt độ nước mà ra cao như vậy thì nó bắt đầu mở cái van này. Còn với cái nhiệt độ ra ở mức thấp hơn, tức là nó đã đạt được, tức là cái chiller mà nó chưa đạt được nhiệt độ chiller đặt, thì nó sẽ điều chỉnh tải của bản thân máy nén, gọi thêm máy nén rồi mở cho tải máy nén chạy full để đáp ứng được cái nhiệt độ đặt là 7 độ. Thế còn mà khi nó chạy full rồi mà nó không đạt được, vẫn không đạt được, vẫn không thể nào đạt được cái nhiệt độ đặt, thì nó bắt đầu mở các cái van bypass này ra. Đấy các bạn. Để cho nước hồi bớt cái nước mà ra khỏi chiller, cái nó lại quay ngược trở về. Thì nó sẽ tạo được cái nhiệt độ mà đặt, nhiệt độ chúng ta mong muốn để đưa vào trong nhà, đưa vào mà vận cho các cái hệ thống giải nhiệt ở trong nhà như là ADU chiller. Đó thì nó rất quan trọng anh ấy. Vì thì mình thấy nó quan trọng như vậy, cho nên mình làm cái video này để mà chia sẻ với anh em về cái tầm quan trọng của nó và cái cách điều khiển của nó như thế vậy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Thank you.